vậy thì Quốc hội đã chính thức thông qua luật đất đai sửa đổi và luật sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 và riêng một số quy định sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Những điểm quan trọng trong luật đất đai sửa đổi mới được Quốc hội thông qua vào sáng ngày 18 tháng 1. Luật đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội chính thức thông qua vào sáng ngày hôm qua ngày 18 tháng 1. Với những quy định mới bám sát thực tiễn thị trường hơn, các nội dung đáng chú ý bao gồm là ban hành bảng giá đất định kỳ hàng năm công bố và áp dụng kể từ ngày 1 tháng 1 của năm đó, đồng thời chốt 4 phương án xác định giá đất của địa phương là phương pháp so sánh, phương pháp thu nhập, phương pháp thặng dư và cuối cùng là gì ạ? Là phương pháp hệ số điều chỉnh của giá đất. Một điểm nữa, tại điều 138 luật sửa đổi quy định hộ gia đình cá nhân sử dụng đất trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 mà không có giấy tờ nay được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Hộ gia đình cá nhân sử dụng đất đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 đối với thửa đất có nhà ở và công trình phục vụ đời sống và diện tích thửa đất bằng hoặc lớn hơn mức rào đất ở quy định của pháp luật thì diện tích đất ở được công nhận bằng với hạn mức là đất rào ở. Trường hợp diện tích đất đã xây dựng nhà ở nhá, là nhà ở công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức giao đất ở thì công nhận diện tích đất ở theo diện tích thực tế đã xây dựng nhà ở và công trình phục vụ đời sống đó. Như vậy thì Quốc hội đã chính thức thông qua luật đất đai sửa đổi và luật sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 và riêng một số quy định sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Và trước có ông bà nào bảo là em đã phép chém gió khi mà em có làm một video nói về những người không có sổ đỏ mà sử dụng đất trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 sẽ được cấp sổ đỏ thì giờ Quốc hội đã thông qua rồi, không biết thì nó là thật chưa anh chị nhờ?